Chào em. Sáng sớm ra mọi người đã ở đây. Không vừa ạ. Đi shopping về à? Chào anh ạ. Có tiền đi shopping ấy. Mà lại không có tiền trả. Anh ơi, không phải đâu ạ. Cái này là em cầm hộ bạn em thôi ạ. Nó mua, nó nặng quá nên em cầm hộ thôi anh ạ. Ủa, đừng có nói nhiều. Thế bao giờ định trả tiền cho bọn bạn? Ôi, anh ơi, mẹ em đang ốm nặng lắm anh ạ. Bây giờ không biết là có qua khỏi không ấy. Bây giờ em không biết xoay đâu tiền để trả cho anh nữa. Anh thư tư cho em một thời gian nữa. Bây giờ mẹ em còn đang ốm như kia, em cũng không biết vay tiền ở đâu để chữa trị cho mẹ nữa. Các anh thư tư giúp em xin các anh ạ. Hay cầm tạm cho quần áo này về cũng được ạ. Mày bị điên à? Quần áo của mày tao mang về cho mẹ tao mặc à? Rồi. Tao cho mày nốt được 2 tuần nữa. 2 tuần nữa không có tiền trả tao. Bảo mẹ mày lên đây và dọn xác mày về đi. Người yêu. Cảm ơn. Mời anh. Vậy làm sao? Vậy làm sao? Chị Linh. Có chuyện gì đấy? Em có sao không? Có đau đâu không? Em không sao. Em đúng là vô tích sự. Chị ngồi đây để người khác phục vụ thôi. Em đừng có mà nghĩ thế. Nhớ, lần sau phải cẩn thận hơn, biết chưa? Nếu như mà anh không có ở đây thì sao? Em biết rồi ạ. Giờ em sẽ cẩn thận hơn. Mà thôi, anh đi làm đi, có muộn. Anh đi làm đây. Tốt, ra mở cửa xem ai. Vâng ạ. Chào chị Trang, con chào chị Trang. Chào Tôm. Trang à, ngồi đi em. Vâng ạ. Để đồ đây, ngồi đi. Tôm, vỏ rốt nước là gì? Vâng ạ. Sao đi đâu mà mang cả vali đi thế hả Trang? Sáng sớm đã đến nhà anh chị. Em ngại quá. Nhưng mà anh chị có thể cho em ở nhờ mấy hôm được không ạ? Có chuyện gì vậy? Em không có tiền đóng tiền trọ nên bà chủ nhà đuổi em đi ạ. Mà ở trên này có mỗi chị là họ hàng với em. Em chỉ biết nhờ chị thôi. Chị cho em ở nhờ mấy hôm thôi. Xong em tìm trọ rồi em sẽ chuyển đi ngay. Với cả chị có thể cho em vay một ít tiền được không ạ? Em cứ yên tâm ở đây đi. Em cứ yên tâm ở đây đi. Nhà anh chị rộng ấy mà. Nhưng mà em cần tiền làm cái gì vậy? Có nhiều không? Mẹ em đi viện mấy hôm nay rồi. Cũng gọi điện lên bảo em là mang tiền về để trả viện phí. Và bây giờ trong người em cũng không có đồng nào cả. Em vay anh chị 100 triệu ạ. Rồi em sẽ trả sớm thôi ạ. Được rồi, không phải lo đâu. Lát nữa chị sẽ đưa tiền cho em rồi gửi về cho cô nhé. Còn là em cứ ở đây cho vui, không phải ngại đâu. Vâng, em sẽ cố gắng đi làm rồi trả tiền cho anh chị sớm nhất có thể ạ. Riêng hẳn với khách sáo, người nhà cả hả? Hay là gì ở đây luôn đi. Vế nghĩ là Linh ở nhà một mình, anh sẽ không yên tâm. À, bây giờ thuê người giúp việc, người ta toàn làm cho tiếng thôi. Mà hết giờ thì người ta đi về cũng hơi ngại. Đúng rồi đấy, thế mà chị nghĩ ra. Đúng rồi đấy, thế mà chị không nghĩ ra. Em cứ ở đây cho vui, thỉnh thoảng đưa Tôm đi chơi nữa. Anh Phương thì bận, còn chị thì thế này nên là... Nhưng mà... Được rồi, chốt nhá. Thôi được rồi, chốt nhá. Giúp đỡ cho anh chị. Cô ở đây, giúp đỡ cho anh chị. Được không? Được không? Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh chị. Thế là từ giờ dì Trang ở nhà mình ạ. Thế nữa, dì Trang đưa con đi chơi nhé. Ok.
em nữa. Khác xa với phòng trọ của mình. Nhất định cái nhà này sẽ là của mình. Tùng có thích kiểu gì không? Có. Thích kỳ học kỳ này được học sinh giỏi, mẹ sẽ mua tặng cho một cái nhá. Vâng ạ. Vâng. Thái độ anh cao bằng, thái độ anh cao bằng. Vâng ạ. Chưa? Để em làm cho. Mày ơi, có gì chẳng đây? Làm giúp anh với. Bộ này làm quá. Đây là mũ cho. Cảm ơn gì nhá. Dạ. Mẹ ơi, mẹ có thấy chiếc áo phông vàng của con đấy không ạ? Thì như là phơi ở ngoài kia, để mẹ lấy cho. Thôi, để dì lấy cho, mẹ con làm sao mà với được áo phông vàng đúng không? À, em chuẩn bị cơm trưa cho anh rồi đây này, anh cầm đi làm ăn nhé. Dì còn chuẩn bị ở cơm trưa cho anh nữa. Trước giờ anh toàn ăn cơm ở canteen công ty thôi. Em thấy ăn mấy cái đấy không đảm bảo cho sức khỏe, thế nên là ăn cơm nhà là tốt nhất, nên em chuẩn bị để anh ăn có sức để còn làm ạ. Thế phiền gì quá, thôi cảm ơn dì nhé. Dạ, để em chỉnh cho. Ok rồi đây ạ, anh đi làm nhé. Vợ ơi, anh đi làm đây. Vợ ở nhà nghỉ ngơi nhé. Tôi ở nhà nhớ nghe lời mẹ với cả dì nghe chưa? Vâng ạ. Tôi đi làm đây. Bye bye. À, anh đi làm ạ. Anh đi làm nhé. Hôm nay tôi ở nhà, mẹ con mình chơi cá ngựa nhá. À, dì bảo thứ nhất mẹ con đi chơi rồi ạ. Tại vì cũng sắp vào năm học mới rồi, nên là em muốn đưa tôi đi mua ít đồ dùng học tập như quần áo. Ừ. Anh Phương đường này bận quá. Mà chị thì thế này, không đưa Tôm đi đâu được. Thì có gì em đưa Tôm đi mua đồ giúp chị nhá. Dạ, để chị đưa tiền cho. Dạ, em vào trong bếp này. Bây giờ đồ dùng học tập với quần áo các thứ của con đã đầy đủ hết rồi. Con có cần gì không để dì nấu lên cho con? Không ạ, mình về nhà có mẹ gì. Giờ này thì chắc là mẹ cũng ăn cơm rồi. Hay là dì với con đi ăn món gà rán mà con thích nhá. Dạ, được ạ. Con thích cơ. Con muốn ở với chị Trang mãi. Ok luôn, đi thôi. Nhà mình hôm nay vui thế. Ủa, mày sinh nhật cơ. Sinh nhật tôi phải khác chứ. À, lên đâu em? À, chị bảo mệt nên là ngủ ở trong phòng ạ. Thì tôi ngủ đây nhá. Để bố vào gọi mẹ dậy rồi cả nhà mình cùng thổi nến. Không cần đâu anh. À, chị bảo là mệt nên là chờ anh về rồi tổ chức sinh nhật cho Tôm trước. Còn cứ để cho chị ngủ ạ. Tôm thích không? Chết. Muộn rồi mà Trang nó không gọi mình.
chân đến xong người khác chị nhá. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật con. Có thổi nến đi. Hello. Đã lâu lắm rồi, gia đình tôi không có một bữa tiệc vui vẻ như ngày hôm nay. Có gì đâu ạ anh, có điều gì mà làm cho tôi vui khi anh chị tôi cố gắng hết mình mà. Công ăn chưa? Rồi ạ. Ủa lắm rồi này. Thế là bây giờ tôi cùng đi với cầm phương các bánh nha. Làm nha. Con cầm sao đi, mình cắt bánh. Dì Trang hướng dẫn cho tôi một khúc bánh đi xem nào. Xem nào. Chị mấy câu nhưng mà không được ạ. Chị mệt quá, ngủ thiếp đi lúc nào mà không biết. Anh Phương ra ngoài rồi. Anh ấy bảo với em là đêm nay không về đâu. Còn Tôm thì em cho đi tắm, học bài xong thì cũng đi ngủ rồi ạ. Cảm ơn em nhé. Lúc nào em cũng chu đáo. Thì nếu mà vị trí của chị mà nhường cho em thì chắc là em sẽ còn làm tốt hơn đấy ạ. Em nói vậy là cái gì? Chị nhìn lại bản thân mình xem. Bây giờ chị như thế nào? Đẻ thằng Tôm ra thì chị bị liệt. Bản thân chị còn không chăm sóc được thì chị còn đòi chăm sóc cho ai? Bây giờ chị sống cũng chỉ làm gánh nặng cho người khác mà thôi. Sao em lại nói như vậy? Chị không thấy à? Có em chăm sóc, hai bố con anh ý đều rất là vui vẻ. À, hôm trước em đưa thằng Tôm đi học, nó còn nhận em làm mẹ đấy. Em biết chắc là nó chưa bao giờ ra ngoài với chị. Chắc là nó xấu hổ với chị nhiều lắm. Cô! Nếu em mà là chị, em sẽ nghĩ cho hai bố con của anh Phương. Em sẽ lặng lẽ ra đi. Bởi vì khi chị ra đi thì mọi người sẽ được hạnh phúc hơn, sống tốt hơn rất nhiều. Im đi. Đừng nói gì nữa. Chị cứ thử nghĩ mà xem, anh Phương liệu có chấp nhận cả đời này sống chung với một con què, một con cụt không? Đúng không nào? Thế nên là chị hãy tự suy nghĩ đi và rời khỏi căn nhà này. Em hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ. Cút! Cút ngay em ơi! Trời thì mưa bão, cô ấy chưa bao giờ ra ngoài đâu như thế. Cô ấy đi đâu được nhỉ? Anh bình tĩnh lại đã.
đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ có giải, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà. Chắc là ở nhà chị cảm thấy ngột ngạt quá nên là đi ra ngoài cho nó khuây khỏa, thoáng mát một chút thôi. Tí chị về giờ mà, yên tâm đi, đừng lo. Alo. Vâng, đúng rồi, tôi là chồng của Linh. Vợ tôi đang ở đâu ạ? Cái gì? Tai nạn? Vợ tôi bây giờ thế nào rồi ạ? Anh nói sao cơ ạ? Của mình hết. Yeah.
đâu, tất cả là lỗi tại em. Chị ơi, chị ơi. Em xin chị Linh, là em xin chị Linh, em xin lỗi, em xin lỗi. Vậy là cô hại chết vợ tôi à? Hóa ra tất cả mọi chuyện là do cô bày ra. Vì cô mà vợ tôi trên đường chết chợ à? Vợ tôi đối xử với cô như thế nào? Vậy mà tôi vẫn để cô ở lại đây để thay thế vị trí của mình. Oh.